Cũng chào bà con và anh em gần xa. Thì hôm nay tôi muốn nói tiếp tục vấn đề là cái con vé nhủi. Trong Nam mình thì thường gọi là con vé nhủi nha các bạn. Còn có thể là ở ngoài Bắc, ngoài Trung thì người ta gọi là con vé chuỗi đó. Thì mình ở trong Nam mình tạm thời gọi là con vé nhủi đi các bạn. Thì cũng thưa với mấy bạn là mình thì cũng thấy cái con vé nhủi này nó nằm ở khi mà mình khai thác cái phân trùng quế đó các bạn. Thì mình cũng thấy cái con vé nhủi này trong phân trùng quế nó cũng có một số con. Thì mình cũng có ý định là mình cũng có chia sẻ cái clip trước là mình bắt nó để mình nuôi thử, để nhằm nếu mà phát triển đó thì mình nuôi, mình bắt nó nhằm mục đích là mình nuôi phát triển lên để cho nó nhân đàn đó, là mình phục vụ cho chim cá cảnh đó, rồi cho câu, cho dân câu câu cá đó. Bà con dùng dùng đồng bằng sông Cửu Long mình thì cá rất là nhiều, cá sông, thì bà con thường mua con vé nhủi hoặc là bắt con vé nhủi này để câu cá. Nó rất là nhạy, nhạy mồi, con cá nó ăn thì câu nó dính nhiều lắm các bạn đó. Thì mình thấy con vé nhủi này mình thấy nó có trong cái phân trùng quế khi mà mình khai thác đó. Thì cái trong cái phân trùng quế nè, đây là cái phân trùng quế tôi đem ra đây nè các bạn, để tôi khai thác ra đây để là cái sinh khối trùng quế đó. Đây các bạn, để tôi bư lên cho các bạn xem đó. Đây nè các bạn, đó thì cái sinh khối trùng quế là như thế này. Thì mình đem ra đây là tôi đang để đóng thùng, chuẩn bị đóng thùng bán cho bà con, để mục đích là để đem về phục vụ nuôi. Cái thứ nhất là khai thác cái con trùng quế này để nuôi con, để lấy cái con trùng quế thịt để cung cấp cho con gà con lươn nó ăn đó các bạn. Đó, bà con người ta đặt tôi đó. Thì vấn đề chính hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn là cái clip này là nói về cái con vé nhủi nó sống ở trong cái môi trường này nè các bạn. Nó sống cái môi trong cái môi trường là sinh khối trong cái trùng quế đó. Đây. Thì tôi làm cái clip kia rồi, tôi cũng chuẩn bị nuôi cái con vé nhủi này các bạn. Thì cái hướng của tôi là nó như thế, mà không biết nuôi có thành công hay không. Thì tôi cũng có tìm hiểu, tôi lên mạng rồi tôi cũng có tìm hiểu, một số anh em cũng có nuôi và cũng có sách vở cũng nói là con vé nhủi này nó ăn, cái thức ăn của nó ăn cũng rất là phức tạp các bạn. Nó phức tạp lắm. Nó ăn tạp đó, nó ăn tạp đó, lộn, nó phức tạp, nó ăn tạp đó, là nó ăn cũng như là trong cái mình nuôi cái con trùng quế này nè, trong phân bò thì nó có cỏ nè, có kén trứng trùng quế, có trùng quế. Thì con trùng quế nó sống trong cái môi trường trùng quế này nè, ế quên, cái con vé nhủi á, nó sống trong cái môi trường trùng quế. Thì nó ăn cỏ, vừa ăn trứng trùng quế, vừa nó ăn luôn, thậm chí nó ăn luôn con trùng quế các bạn. Bởi vì bà con nông dân mình nuôi á, thì bà con mình thấy sao mà nuôi hoài mà nó không có phát triển, là lý do con vé nhủi này nó sống trong cái môi trường này, rồi nó ăn cỏ hết rồi, rồi nó phá, rồi nó ăn luôn con trùng quế, thành ra cái lượng mình nó hao hụt, thành ra nó không có phát triển con trùng quế các bạn. Đó là lý do nguyên nhân chính ở đây. Rồi á, thì mình thấy cái hình thức nuôi này thì nó chắc cũng đơn giản, bà con chia sẻ thì trên mạng mình cũng có tìm hiểu sách đó, thì cũng rất là đơn giản. Thì mình chỉ tôi dùng cái thùng nè các bạn, bây giờ tôi đậy kín, thì trong đây có cái lớp màng lưới che nha, đó, lưới che lại các bạn, đó, có màng lưới che để cho con vé nhủi mình nó có cánh đó, nó bay. Tôi lấy mấy cái phần này tôi đậy đỡ cái nắp thùng đó các bạn, để tôi mở ra cho các bạn xem. Thì tôi cũng khai thác, tôi bắt được một số con tôi nuôi thử các bạn.
rồi tôi đậy lại cho nó đỡ, nó đừng bay ra. Thì lưới tôi chùm lại, tôi có phát cái lỗ để cho nó thở đó các bạn. Nó lấy oxy thở đó, lưới tôi che lại như vậy. Đây để tôi mở cho các bạn xem luôn ha. Thì đây các bạn, thì ngày hôm qua tôi đã thả một số con vé nhũi tôi thay thác được, tôi thả vô đây, vô thùng. Thì trong đây là cái phân trùng quế, và trong đó có con trùng quế luôn các bạn. Thì giống như mình nuôi, giống hình thức là mình nuôi phân trùng quế vậy đó. Rồi một bên tôi cũng cho cái phân bò nè các bạn, phân bò cho con trùng quế nó ăn. Còn một số con vé nhũi á, thì tôi đã thả vô đây rồi. Thì tôi nghĩ cái môi trường trong đây thì cái con vé nhũi nó chắc có thể là sống bình thường các bạn. Đó. Thì nó ở trong đây thì nó sống bình thường. Thì mình nuôi tôi hình thức với thử nghiệm thôi các bạn. Rồi coi nó hoạt động như thế nào, rồi nó đẻ như thế nào. Thật chắc ra tôi cũng chưa biết cái con vé nhũi này nó là con nào, con đực, con trống luôn các bạn ơi. Đó. Thì tôi cũng chưa, để tôi từ từ tôi tìm hiểu rồi tôi chia sẻ cho các bạn sau nha. Thì đây, đây mấy bạn, đây là con vé nhũi nè. Các bạn thấy không, con vé nhũi này là con vé nhũi nó cũng chưa có được trưởng thành nữa các bạn. Nó chỉ có cái đôi cánh là nó còn cục lắm các bạn. Khi mà con vé nhũi mình á, khi mà nó trưởng thành rồi, cái đôi cánh của nó dài tới dưới, nó bự ra, thậm chí nó bay luôn các bạn. Đó. Thì cái con vé nhũi này thì đặc biệt là nó có cái đôi bàn tay đó, giống như là bàn tay thằn vậy các bạn. Nó bự rất là hay. Thành ra nó vô trong đất mình á, chỉ cần nó đào hang là nó bư bằng cái đôi bàn tay này rất là hay. Rồi nó tiến tới, thậm chí nó ăn cả rễ cây, gốc cây đó. Rồi nó ăn luôn cái con mình nuôi trùng quế, nó ăn luôn kén trùng, rồi nó ăn luôn con trùng luôn các bạn. Thành ra nó cũng là một cái loài phá hại bà con nông dân mình, cũng phá hại mùa bàng của bà con nông dân mình đó. Nó chạy xuống à, nó chạy đó. Thì nó xuống đất nó tìm cách nó nhủi, nó trốn các bạn ơi. Đó. Thì mình muốn mục đích để chia sẻ cho bà con xem, để có một cái kiến thức, rồi coi cái con vé nhũi này mình có thể là nuôi nó đạt cái hiệu quả không. Nếu mà đạt cái hiệu quả mình cũng nuôi, rồi tập trung, rồi nhân giống lên các bạn, rồi cung cấp cho tiệm cá cảnh, rồi câu cho những người ta dân câu đó. Thì thị trường hôm nay thì tôi cũng có tìm hiểu, thì trên thị trường hiện tại địa phương của tôi là 500 đồng một con nha các bạn, cung cấp cho những người dân câu đó. Còn những thị trường khác là bao nhiêu một con thì tôi chưa có biết đó, tôi cũng chưa có tìm hiểu nữa các bạn. Thì cái con vé nhũi này, cái nó ăn thì ngoài cái thành phần này, các bạn có thể là mình lấy cám gạo đó, mình giải vô, mình rang lên cho nó thơm, nó ăn luôn các bạn. Đó là mình thức mình nuôi như vậy. Thì tôi cũng bắt đầu tôi tiến hành để tôi nuôi thử xem cái mô hình này nó có lợi ích cho mình không. Đó. Rồi tôi cũng có xem một số clip, thì thấy anh em có chia sẻ đó là con vé nhũi này người ta dùng trong cái thực phẩm thực đơn của mình ăn luôn các bạn. Khi mà mình số lượng nhiều đó là mình bắt nó, mình rang mỡ, cháy mỡ đó là mình ăn rất là thơm, thêm gia vị là rất là ngon nha các bạn. Nó là một loại côn trùng đó, ăn mình thấy các bạn ăn đưa tay lên rất là tuyệt vời, thành ra mình cũng phái chí các bạn. Đó. Rồi cũng bà con anh em nào thấy cái mô hình mình có lợi ích cho các bạn và lợi ích trong cộng đồng, thì cũng bà con anh em cũng cũng chia sẻ giùm cho tôi đó. Nhờ bằng cách là đăng ký cái kênh của mình Chim Cúc Thả Vườn Tân Châu, nhờ bà con like và đăng ký giùm cho mình.
Rồi, cũng xin chào tạm biệt các bạn ở đây. Chúc bạn các bạn một ngày mới vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt.